Ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Đây là chính sách rất ưu việt và nhân văn của nhà nước ta, nhất là đối với lực lượng lao động tự do. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng đủ 60 tháng và đang nhận lương hưu khi chết sẽ được nhận mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mở rộng về đối tượng tham gia, phân thức đóng, mức đóng và chế độ hưởng. Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa tính nhân văn của chính sách này, tiếp sức và chung tay với người lao động, Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe lãnh đạo bảo hiểm xã hội huyện phổ biến về các nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như đối tượng, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí. Qua hội nghị đã trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, khối huyện những kiến thức cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và sau hội nghị trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền vận động người thân, họ hàng, làng xóm tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì mục tiêu an sinh cho mọi người lao động khi về già.